cho các bạn thì họ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng và chạy ba click hỗ trợ SEO. Và việc đầu tiên thì các bạn sẽ lên Google, các bạn gõ từ khóa là TME SEO, rồi còn sẽ ra trang I click đây này, Master SEO, các bạn click vào. Thì ở giao diện trang chủ ở đây các bạn có thể download cái phần mềm này về dưới dạng là và setup cài đặt hoặc là bản bọc server không cài đặt mà chỉ sử dụng thôi. Ở đây người ta đã hướng dẫn những cách cơ bản cũng như là cách mà cái iClick này hoạt động và SEO trong web như thế nào. Phía dưới là người ta đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt như thế nào, rất là đơn giản. Các bạn xem đây. Và sau khi các bạn tải phần mềm này về, ở đây tôi về tải bản bọc server sử dụng và cũng được ra click vào. Ở đây thì các bạn cần phải đăng ký một tài khoản mới đây. Ở đây thì tôi đã có một tài khoản và chọn cái này là tự động. Khi các bạn vừa mới cài đặt thì chúng ta sẽ chú ý cái phần bên đây. Yeah nè, Firefox và Google Chrome. Thì các bạn phải cài đặt cái phần iClick này. Thì quá trình cài đặt nó rất nhanh hơn, click thôi, click vào và cài đặt. Ở đây thì tôi cài đặt xong rồi. Thì công cụ mà tôi sử dụng, cái công cụ tôi sử dụng đây là Firefox và nó mở. Hãy tắt cái trang cũ đi, tôi giữ cái trang mới thôi. Firefox và Firefox tiên nhiên phải cứ này, hãy tắt đi. Ở đây chúng ta chú ý là có những cái tính năng như sau. Ở đây là cái tài khoản để bắt đầu dừng lại, tức là chạy phần mềm dừng lại đi, chúng tôi lo sợ là mình dừng lại luôn, bắt đầu này mình chạy. Cái chính này là số cái link các bạn đang tham gia, 185 là số thành viên, 1259 kế bên là số website của thành viên đang online đây, đang xem. Các bạn bên đây là quản lý website mình lắm rồi đây. Vậy đây các bạn thêm website phần từ website lúc nãy blog chúng ta vừa làm đó là ivoricast.com. Tuy nhiên ở đây thì tôi đã thêm vào đây rồi, thì mẫu user thì ai biết trong cách mẫu user được sử dụng có thể năng tối đa là 10 tên miễn phí, đó chính là 10 website tham gia cái ai cái miễn phí nhiều hơn thì các bạn cần biết những khác. Một thống kê, ở thống kê này các bạn chú ý có hai cái rất là quan trọng, các bạn được click và nghe xem lúc nãy tới bây giờ thì có bao nhiêu người đã click để tăng lượt view cho các bạn. Đấy là cái trang của đi cáp của chúng ta là một mục tiêu này. Trang này 2, 3, 4, 5 hơn. Cái đoạn video thì nó có tiếng.